Mình ở đây nè. Các bạn có thấy không? Mình ở đây nè. Các bạn có thấy không? Hả? Các bạn tìm không ra phải không? Chào Di, chào các bạn nhỏ. Sao các bạn lại ở đây? À, để Di chụp hình cho các cháu nha. Con cũng muốn chụp hình nữa. Kì kì, đừng có nhiều chuyện như vậy chứ. Di ơi, Di đến Bắc Kinh chơi hả? Di có thích Bắc Kinh không? Di đẹp lắm. Cháu mấy tuổi rồi? Chà, các cháu ngoan quá. Thảo Lão, Thảo Lão, nhìn chi xuệ. Dì ơi, tại sao tóc dì màu vàng vậy? Không phải màu đen như tụi cháu. Đúng rồi, tóc tụi cháu đều màu đen cả. Cháu mấy tuổi rồi hả? Thôi, chào tạm biệt dì nha. Nhanh lên, xém một chút là lộ tỷ rồi. Nhanh lên. Hình như có người. Đúng rồi. Đi vô từng người một nghe chưa? Để mình vô trước. Nhẹ nhẹ một chút, đừng có nói chuyện. Ép sát vô tường kìa. Gì mà quỷ này là? Các cháu đã về rồi sao? Ông ơi, sao hôm nay ông về sớm vậy? Thật vậy à? Ông biết tại sao cháu lại là anh cả rồi. Ông ơi, ông khát nước không? Để cháu rót nước mời ông uống nha. Bạn ở đây đừng có động đậy, để xem tình hình đã. Kỳ Kỳ đang bị mẹ rầy, để con qua xem sao nghe ông. Thôi cháu đừng có lắm chuyện. Ông ơi, ông làm gì đó? Ra đây ông hỏi. Cái người gỗ đâu rồi? Dạ. Người gỗ đâu rồi? Nó vẫn ở đó chứ ở đâu không? Không thấy, hồi nãy ông về đi khắp giường rồi có thấy đâu. Nói thật cho ông biết đi. Thì nó ở đó kìa kìa. Nó vẫn ở đó mà ông. Ông ơi, ông. Ông ơi. Ông ơi, bồng cháu đi. Mi cháu đi ông. Cháu nữa, mi cháu nữa ông ơi. Ông ơi, ông. Ông ơi, ông. Ổn thỏa cả chứ. Ông đã đi khắp sân rồi. Tại sao nhỉ? Thật là già lão mắt hoa cả rồi. Già lão là phải rồi. Ông ơi, ông chưa già, chưa già. Ông tốt bụng nhất thiên hạ đó ông.
Phải mà, mắt ông còn tinh lắm mà. Người mắt của ông nhìn người đá thì còn được 3 phân, còn người gỗ thì ông chịu. Thật là không hiểu nổi. Ông ơi ông, cháu nhà đi ông. Cháu nhà đi ông, ông ơi. Ông ơi, bát quái là gì hả ông? Là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Bát quái xuất vạn biến phải không ông? Chà, cháu ông giỏi quá ta. Thì đó đó, tại sao có vật biến đổi được, có vật lại không biến đổi được hả ông? Thôi, tới giờ cơm rồi. Ăn cơm, ăn cơm. Ông ơi, cẩn thận cảo phỏng nghe ông. Mẹ ơi, ngày mai mẹ dẫn con vô công ty chơi được không? Con à, ở nhà chơi suốt ngày chưa đủ sao? Con muốn lên công ty làm tổng giám đốc. Đừng có làm mẹ giật mình, nương ơi. Mẹ ơi, con muốn hỏi xem ông ta đằng trước kìa, đằng sau nè, có người gỗ nào biến đổi không? Còn nói cái gì thế? Bà Thiên Kết nói là ông thần mặt trời mà vừa xuống chân trời là anh Tiểu Long phải biến đổi thành người gỗ. Thật là bất hạnh. Có lẽ hay hơn cả thì con hãy cùng chuyện trò với Mimi và Pipi của con kia kìa. Không mà, không mà. Ôi cha, để mẹ xem có bị đạp trúng không. Việc gì đó? Kỳ Kỳ đi qua nhà cô tìm ba nuôi của con đi nè. Đi nhanh lên. Phải vâng lời nghe con. Ê, chị bụng khô, Kỳ Kỳ không khóc, đến đây. Bối bối, bày trò chơi cho em chơi nè. Chơi trò chơi điện tử nè. Em thích cái kia kìa. Không được, không được. Cái này là dụng cụ làm việc của ba. Không được, không được. À thôi được, được rồi, được rồi. Nhưng các con chỉ được xem, không được mó vào nghe chưa. Để anh nói nghe nha, ba anh là kỹ sư trong viện khoa học đó. Cái gì cũng làm thay đổi được đó. Còn chỉ được cái là dốc tổ. Ồ, hay quá. Sao có vui không các con? Coi kìa, coi kìa. Chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Anh Bảo Bảo kìa. Bác ơi, bác có thể hóa phép cho con búp bê Mimi của cháu sống lại được không? Bác có thể biến người gỗ thành người thật không? Không thành vấn đề. Ba mình còn may được cả áo tàng hình mà. Bối bối, con nói ít một chút đi là vừa. Lại đây, ngồi xuống. Ba có cái gì thì con nói có cái đó chứ đâu có khoe đâu. Thôi đủ rồi, đừng có lắm chuyện. Bác ơi, bác may áo tàng hình được. Vậy chứ bác có thể làm tàu dòng được không? Tàu dòng là con tàu cong cong như dòng ngọc vậy đó ba. Được chứ. Khoa học có thể làm được mọi cái. Biến tưởng tượng của chúng ta thành hiện thực. Tất cả sự biến phép nằm ở trong cái máy lớn của ba ở công ty á, không thể cầm ra được. Thì bác gánh về đây đi. Được, tốt thôi. Hôm nào các con vô đó lấy. Thôi, ba đùa với tụi con. Bác chọc ghẹo tụi mình đó. Ây dù.
Chậm một tí, chậm một tí. Bố bé sao vậy, không muốn đi chơi à? Thấy anh ghét, không cho anh tắt bím nữa đâu. Anh cũng không muốn giải cho em nữa đâu. Đợi khi nào anh lớn, anh chải đầu cho bạn gái của anh. Bạn gái của anh cũng sẽ đau mà kêu trời chứ đừng nói. Thôi Kỳ Kỳ ngoan, anh nhẹ tay nha, nhẹ. Sao vậy? Nhìn cái tay bạn như vậy, làm sao mà nhẹ nhẹ được cho nổi. Chắc chắn sẽ nhổ sạch tóc người ta đó. Thôi được rồi, đừng có quậy nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ đua xem ai là người khóa cửa nhà mình nhanh nhất nha. 1, 2, 3, chạy. Ồ, mình hạng nhất, mình số 1. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi chơi nha. Anh Tiểu Long Nhân, anh Tiểu Long ơi, tụi mình đi ra ngoài chơi. Thôi mau đi đi, không còn thì giờ nữa đâu. Mình không đi đâu. Sao vậy, mấy hôm rồi anh còn đi chơi, sao hôm nay lại kỳ vậy? Thôi đi đi mà, đi đi nhanh lên. Mình không đi đâu, mình buồn lắm. Khi nào ban ngày thì mình mới được làm người, còn ban đêm lại biến thành cây gỗ. Chán lắm, mình không có đi đâu. Hay là tụi mình đi hỏi bà tiên ghét đi. Đúng rồi, đúng đó, đi. Bà tiên két ơi, bà tiên két, bà tiên két ơi, bà tiên két ơi, bà tiên két ơi, bà tiên két ơi, bà tiên két à, bà tiên két ơi, bà tiên két à. Ôi các cháu ồn quá. Bà tiên két, bà tiên két. Các cháu làm ta điếc tai đến nơi rồi đây. Ban ngày ban mặt như thế này cũng không cho bà được nghỉ. Sao, có chuyện gì đây? Thưa bà, khi nào con mới giống hoàn toàn như bạn con? Tạm thời bây giờ chưa được đâu. Tại sao vậy bà? Vì con còn phải kiên trì làm xong việc tốt thứ ba bằng chính nghị lực của bản thân mình. Lúc đó con mới được quyền làm người vĩnh viễn. Rồi sau đó thì sao hả bà? Nếu con tìm được mẹ con, thì chính mẹ con sẽ biến con thành người rồng thực thụ, siêu phàm, làm được mọi chuyện. Không! Con không có muốn làm người rồng, con chỉ muốn được như các bạn con vậy thôi. Tất cả mọi việc đều phải trải qua sự cố gắng của chính bản thân mình. Bà quá phép cho con đi. Bà tiên kép ơi, bà tiên kép. Bà quá phép đi bà. Bà tiên kép ơi. Tiên kết ơi. Cả chỉ tại bà tiên két thôi.
cả chỉ tại bà tiên kép. Bà nói là Tiểu Long phải làm ba điều tốt mà. Nhưng mà tại sao là phải làm khó dễ anh Tiểu Long vậy? Bởi vì Tiểu Long là con người đặc biệt. Bây giờ có thể nào mình mượn cái áo tàng hình cho Tiểu Long được không? Ý, em quên mất. Nhưng mà cái áo đó là của má em, làm sao đưa cho các bạn thử được? Thôi đừng có trông chờ nữa. Bây giờ chỉ còn có cách duy nhất là cầu cứu bà tiên kép thôi. Anh Tiểu Long ơi, em nhất định giúp anh mà. Anh Tiểu Long ơi, anh có thể giúp em một việc trước được không? Anh Tiểu Long nè, con búp bê Mimi của em nếu nó uống được cái dãy rồng của anh thì nó sẽ giống như anh đó. Anh cho em xin một cái đi. Cho xin mà, xin một thôi được rồi, một cái thôi nghe. Để em rước ra nghe, em kéo à. Tiểu Long sao vậy? Có sao không? Bạn làm sao vậy? Mình bị con sâu nó cắn. Con sâu à? Con sâu này nó ghê thiệt. Cắn mình đau quá chừng đi. Không có đắng đâu. Mẹ đã cho thật là nhiều, thật là nhiều đường vô rồi. Lại đây uống thuốc nghe con. Anh làm cái gì đó? Trả lại cho em mau. Thuốc của Mimi mà. Em cho anh xin một bình. Cho anh một bình đi. Thuốc uống của Mimi mà. Sao? Con lại hiếp đáp em rồi phải không? Ai biểu nó có hai bình, cho con một bình không được sao? Không được, không được. Thuốc uống của Mimi mà. Đây, đây. Em ghét anh lắm. Không cho anh đâu. Mimi ngoan, uống thuốc nghe con. Mimi ngoan, Mimi giỏi. Con đang chơi gì đó? Để bác thầy bối bối chơi với con nha. Con muốn thứ mà bác thích nhất. Cái thứ mà bác thích nhất đó. Kỳ Kỳ, đi trả lại cho cháu nè. Không, cháu không lấy đâu. Bình nước trái cây à? Bác uống rồi mới biết rất là kỳ diệu. Kỳ diệu, rất kỳ diệu. Bác hãy tin là bác sẽ đẹp ra và vui vẻ hơn. Bác cảm thấy bác sắp thành chim anh vũ rồi. Nè, con muốn thứ mà bác thích nhất sao? Đợi một chút, Mimi đang uống thuốc mà. Thứ mà bác thích nhất là thứ không ăn được. Chỉ cho con xem thôi. Dạ. Sao anh còn chưa đi? Anh trễ giờ mất. Anh thấy anh thật là...
Chị Kỳ, đợi bác với. Đợi bác nha. Anh thích con gái dữ vậy à? Chỉ cần em sinh cho anh một đứa bé gái là được rồi. Chà, cái chuyện này là lỗi ở anh, đâu phải là chuyện của đàn bà đâu. Mimi, ngủ đi con. Ngủ vậy mày dẫn con đi chơi. Anh có đi chơi cũng không dẫn bé đi đâu. Một bình nước trái cây cũng không cho. Giận lắm đó. Để mẹ dẫn con đi chơi. Đi suốt đời con ha. Suốt đời mà. Cho em với. Không cho. Cho em đi. Không cho. Anh cho em đi. Cho đi mà. Không cho. Không cho. Nhất định là không cho. Cho đi. Không cho. Kỳ Kỳ ơi, cái này là thứ mà bác thích nhất. Nhưng mà con chỉ được xem qua thôi nghe chưa. À không được. Hãy cho mẹ bối bối xem trước chứ. Có đúng không? Tiểu Mai. Tiểu Mai. Chuyện gì đó anh? Tiểu Mai. Chuyện gì gấp mà anh kêu dữ vậy? Đây là áo quần. Áo quần à? Anh biết mua quần áo cho em à? Không phải mua mà là anh may một mình. Ôi chồng em sao mà giỏi quá, biết may áo quần cho vợ nữa. Chứ không phải em cứ hỏi mãi anh làm chuyện gì, nghiên cứu cái gì mà hệ trọng lắm sao? Phải, anh đang nghiên cứu làm sao mà may được loại áo tàng hình. Em mở ra xem đi. Mở ra xem là biết ngay đó mà. Biết rồi, biết rồi. Chờ một chút đi. Ủa, cái áo này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền à? Dân. Khó nói lắm. Cái này đương nhiên là hạng đắt tiền nhất. Thật mà, đắt nhất. Em xem nè, nó đẹp ghê chưa? Cái gì? Cái loại đắt tiền nhất à? Phải, đắt nhất. Cái áo rách này à? Khổ thân chồng tôi quá. Đã khờ lại càng khờ thêm. Ai mà thèm nhờ anh mua chứ? Không phải mua, anh may một mình kia mà. Một mình. Anh Tiểu Long ơi, sao anh không tỉnh vậy? Anh quá thông minh hay là quá khờ rồi? Anh Tiểu Long, sao anh không tỉnh vậy hả? Tiểu Mai à, đây là cái áo tàng hình của anh mới phát minh mà. Áo tàng hình, em thấy nó giống cái áo bài đêm thì có. Không tin anh thì em thử đi. Để đó anh mặc một mình. Anh đâu có giới em đâu. Đúng là anh không giới em, nhưng mà là tự giới anh. Kỳ Kỳ à, má của bối bối không có tin đây là áo tàng hình. Cháu có tin không? Dạ, cháu tin chứ. Phải chi bà ấy giống cháu thì đỡ biết mấy. Nhưng mà bà ấy không tin. Người gỗ. Đúng rồi. Người gỗ. Đúng rồi. Người gỗ. Người gỗ ơi, ta mặc thử áo cho mày nhé. Có được không thưa ngài? Không được, không được.
Chính cháu nói không được à? Bác sẽ làm nó đau. Không không, bác sẽ làm nhẹ, thật là nhẹ. Không, nó sẽ đau mà. Lại đây, bác bảo đảm không có làm nó ngã. Cái áo này để trên mình của nó thí nghiệm là tốt nhất. A Di Đà Phật. Nhẹ tay, nhẹ tay một chút. Nhẹ một chút. Nhẹ tay hơn nữa. Anh rồng nhỏ biến mất rồi. Chú phải đèn cho cháu. Cháu bắt đèn chú. Bắt đèn. Được, để chú đèn cho. Chú đèn đi. Được rồi, đèn thì đèn. Cháu hãy xem đây nhé. Thế nào cô bé con? Chú có nói dối cháu đâu. Đây có phải là chiếc áo thần mà bà Tiên Két đã cho chú không ạ? Áo thần à? À không phải. Không phải áo thần, mà là chiếc áo tàng hình do chính chú phát minh ra đấy con ạ. Áo tàng hình ư? Nào hãy lại đây. Con gái hãy xem lại nhé. Nào. Đó, biến mất rồi, cháu thấy chưa? Làm sao lại biến được thế ạ? Cho cháu bấm với, cháu cũng thích, cháu thích lắm. Cho cháu bấm. Khoan, nào, hãy từ từ mới được. Để chú dạy cho nhé. Nào, hãy đến đây con gái. Ôi, anh rồng nhỏ lại đến rồi, hoan hô. Anh rồng nhỏ đến rồi. Nào, để chú dạy cho con gái chơi nhé. Nhưng phải nhớ đừng quấm hai lần, cháu nhớ nhé. Này Kiki ơi, cháu nhớ cho kỹ, nếu bấm hai lần thì chú người gỗ sẽ biến mất đấy nhé. Dạ. Anh rồng nhỏ. Anh rồng nhỏ. Em có thể làm anh biến đi được đấy. Hay quá, biến đi rồi. Chà, tôi thích nhất loại thuốc lá này đấy. Tôi cũng thế. Nào, anh hãy thử đi. Chà, đâu rồi? Sao lạ thế nhỉ? Rõ ràng là nó vừa ở đây mà. Vui thật đấy. Quỷ quái gì nữa thế này? Rõ ràng tôi vừa cầm điếu thuốc trên tay chuẩn bị châm lửa mà. Chuyện gì thế? Thôi hãy hút điếu khác đi ông bạn. Này, cái mũ sao tự nhiên là biết bay nhỉ? Lạ thật đấy. Chẳng lẽ tụi nó biết bay à? Bay, bay lên đi. Nào, hãy bay. Bay, bay lên đi. Chà, nó bay đi đâu rồi nhỉ? Nào, bây giờ em hãy ra xem tận mắt rồi mới tin được công trình của anh. Hãy ra xem nhé. Kiki, có phải cháu đã bấm nút rồi phải không? Thế là lại có chuyện nữa rồi. Chú vừa mới sắp đặt đây xong xuôi mà. Tai hại thật. Được, để anh ra tay cho.
Chà, nó đâu rồi nhỉ? Lạ gì? Em yên chí đi, chắc tại Kỳ nó bấm nút hai lần rồi đấy. Chờ anh làm cho mà xem. Có đúng thế không Kỳ Kỳ? Chà, chắc là Kỳ Kỳ nó bấm nút 100 lần rồi đấy anh ạ. Được rồi, chuyện đâu còn có đấy mà. Thôi anh ơi, đủ rồi đấy. Đừng để trò trẻ con nữa. Sao? Thế trẻ con? Mà kể cũng lạ thật. Thằng người gỗ nó có biết cử động đâu. Tại sao tự dưng biến mất thế nhỉ? Chỗ này lúc nãy nó ở đây hẳn hoi mà. Đúng rồi, chắc chắn là ở đây rồi. Này Kỳ Kỳ, có phải chính chỗ này không cháu? Chắc chắn. Chắc chắn là người gỗ ở đây mà. Cháu không biết ạ. Không biết, tại sao lại không biết? Cháu không biết, không biết ạ. Cái gì? Đúng là cháu không biết thật à? Vâng, đúng vậy. Thế lúc nãy có cả cháu ở đây nữa cơ mà. Đúng rồi. Mà chắc chắn là cháu còn bấm nút nữa phải không? Đã bảo là không được bấm hai lần. Cháu đã bấm hai lần rồi chứ gì? Không phải à? Lạ lùng thật. Này Tiểu Vương, mũ của cậu đâu rồi? Mũ của tôi à? Tự nhiên cái mũ của tôi. Mũ làm sao? Có chuyện gì thế hả? Tôi đội mũ trên đầu hẳn hoi mà, nhưng không biết có bàn tay của quỷ quái ở đâu đến đã nhấc nó lên. Làm gì có chuyện đó? Quái quỷ nào? Từ từ, tôi giải thích cho mà nghe. Như thế này, cái mũ của tôi. Thôi cậu ấy nhận khuyết điểm đi. Ăn mặc lôi thôi quá còn giải thích nỗi gì nữa. Này phải tóm cổ chứ bằng được. Kẻ quỷ quái nào đã gây chuyện này? Tại sao lại có chuyện cái mũ biết bay nhỉ? Lạ lùng thật. Chú đã dặn cháu rồi, mà cháu vẫn bấm hai lần có đúng thế không? Phải biết rằng chiếc áo này chính chú và bạn bè của chú đã mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian mới làm ra được đấy. Áo này quý lắm. Nào, hãy nói cho chú nghe đi, con gái ngoan ngoãn. Bây giờ cái áo ở đâu? Cháu không biết, không biết thật mà. Nói dối, cháu phải biết, chắc chắn là phải biết chứ. Cháu không biết, không biết ạ. Đừng có buộc tội cháu. Đừng buộc tội cháu. Đừng bắt cháu. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ơi, cháu không biết. Đừng dồn cháu, đừng buộc tội cháu. Thật là đáng ghét. Hả? Ai thế nhỉ? Thật là đáng ghét. Khẽ thôi, đừng, khẽ thôi. Kỳ Kỳ, cháu đang nói chuyện với ai thế hả? Không ạ, cháu có nói với ai đâu. Ông thật là một tên đáng ghét. Đáng ghét. Cái gì? Mày ở đâu hết ra đây? Tao trị cổ mày cho mà xem. Tôi trị cổ ông thì khó. À, láo thật. Ông sẽ cho mày nếm mùi thử thế nào là ăn đòn. Nào, hãy đợi đấy. Nào. Bố ơi, đừng đánh. Nào.
Ngừng tay lại bố ơi. Đây, xem đây. Hãy ngừng tay lại đi bố ơi. Chú ơi, đừng đánh. Nào, xin mời quý vị. Này, bà có nhìn thấy gì không? Tại sao cái cốc lại tự nhiên biết đi nhỉ? Nước cũng hết rồi kìa. Tôi vừa mới rót đây mà. Lạ lùng thật. Cả thức ăn nữa này. Tại sao thức ăn lại biết chạy? Ông cười gì thế? Tôi cười đâu, bà cười thì có chứ. Các cậu có thấy anh rồng nhỏ ở đâu không? Mimi nữa. Anh rồng nhỏ ở chỗ nào? Hãy nói cho mình nghe đi. Còn cậu có thấy anh rồng nhỏ không? Chà, chúng đều không nói cho mình biết. Anh rồng nhỏ đã đi rồi. Đi rồi mà chẳng nói lại tiếng nào cả. Chẳng nói năng gì cả. Anh rồng nhỏ ơi, giờ này anh ở đâu? Này nói đi con, chuyện này là thế nào hả? Chuyện gì cơ hả bố? Con giả bộ ngơ ngác nữa chứ. Con có giả bộ gì đâu ạ? Con không biết. Được, cứ cho là con không biết. Con hãy nghe bố hỏi đây. Chuyện chú người gỗ đầu đuôi thế nào thế hả? Không có gì đâu bố ạ. Chà, giỏi thật. Này, cứ cho rằng là con không biết chuyện gì đi. Thế thì hãy nói cho bố nghe, chú người gỗ bây giờ đang ở đâu hả? Ở đâu? Làm sao mà con biết được ạ? Chính bố đã đặt nó đứng ở đó đấy chứ. Con không biết được, sao lại bố lại bắt con ạ? Anh rồng nhỏ ở đâu rồi? Chú hãy nói đi, chú đem anh rồng nhỏ đi đâu rồi ạ? Cái gì? Anh rồng nhỏ? Không, đó là người gỗ, là người làm bằng gỗ. Im đi, không ai hỏi con đâu. Nào, Kiki, cháu gái ngoan ngoãn, hãy nói cho chú nghe, anh rồng nhỏ của con là ai thế hả? Đừng có nói. Này bối bối, con đừng có xen vào. Nào Kiki đáng yêu, Kiki yêu quý, hãy lại đây. Hãy nói đi cháu. Con gái cưng, con đã biến chú người gỗ đi đâu rồi? Con làm sao mà con có thể đem chú người gỗ đi được ạ? Chính chú thì có chứ. Sao, chính chú à? Đúng thế đấy ạ. Chú người gỗ là con của cháu. Là con của cháu. Sao, là con của cháu à? Vâng, chính là con của cháu đấy ạ. Chú hãy nói đi, chú đã đem chú người gỗ đi đâu rồi? Đâu mất rồi? Chà, sao lại hỏi chú câu đó nhỉ? Đúng rồi, chính bố. Chính chú. Chính bố. Chú đem người gỗ đi đâu rồi ạ? Bố ơi, người gỗ hiện giờ đang ở đâu? Ở đâu thế ạ? Nào, hãy yên lặng. Yên lặng nào. Các con hỏi ta, bây giờ ta sẽ đi hỏi ai đây? Nếu như đúng đó là người gỗ, thì tại sao tự dưng lại mất được? À, đúng rồi. Nó là người gì? Sự thật đó là người gì? Chà, không dắt họ đến đây xem.
cũng không được. Bất kể gạch tần ngói hán, bia nọ đá kia cũng không qua nổi con mắt của già này đâu. Này, ông vẫn thấy hòn đá này có cái gì là lạ. Có lúc đêm khuya thanh vắng, nó phát ra ánh sáng đấy. Cháu đã nhìn thấy bao giờ chưa? Bảo Bảo ơi, cháu có nghe ông nói gì không? Được rồi, phen này thì lũ trẻ chúng mày đừng có hòng nói dối lôi thôi nữa. Cái áo đó, bố đã bỏ ra 10 năm trời, 10 năm trời, có biết không? Chà, cái áo của tôi. Nó biến đi đâu? Không phải lỗi tại bố cả sao? Chính là tại chú, chính tại bố. Tại bố. Chính em cũng nhìn thấy anh mặc áo cho chú người gỗ đấy thôi. Thì đúng rồi, người gỗ làm sao có thể tự mình điều khiển áo tàng hình được? Bắt đèn bố, bắt đèn chú, bắt... Thôi anh ơi, đừng tranh cãi với bọn trẻ con nữa. Chẳng lẽ anh không tiến bộ thay đổi bản thân được ư? Cái gì? Tiến bộ thay đổi bản thân? Thật là bực mình. Bắt đèn bố, bắt đèn chú. Nào con gái, đừng buồn nữa nhé. Ngày mai mẹ sẽ tìm chú người gỗ về cho. Mẹ nói dối. Mẹ nói dối con bao giờ? Mẹ sẽ không tìm được đâu. Mẹ không nói dối đâu, con chó con ạ. Mẹ không tìm được đâu. Mẹ sẽ tìm được. Thôi bây giờ con hãy ngủ đi. Có biết mấy giờ rồi không? Không ngủ thì ngày mai mẹ sẽ đưa con đi vườn trẻ đấy. Con không chịu. Con không chịu. Con không đi vườn trẻ. Thôi được rồi, hãy ngủ đi rồi mẹ cho ở nhà. Còn với cái... Ông thấy có lạ không ạ? Con còn nhớ chú người gỗ ngày xưa mà ông làm ấy, có khác gì bây giờ đâu. Thế tại sao cái chú người gỗ này lại đi được nhỉ? Lạ thật. Ông có nhớ không ạ? Tất nhiên là nhớ chứ. Lúc đó nó cũng đứng ở đây này. Nhưng mà trên đời này còn có biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ hơn thế nữa chứ. Dạ phải. Sao ông và anh chưa đi nghỉ thôi ạ? Được rồi. Còn một điều tôi vẫn chưa hiểu được. Cái áo gì mà anh nói đó? Tại sao nó lại có thể làm cho người ta biến đi được nhỉ? Dạ, đó là cái áo được làm ra theo nguyên lý chiết xạ ánh sáng đấy ạ. Chiết xạ? Vâng, đúng thế, nguyên lý chiết xạ ánh sáng ông ạ. Anh nói cho tôi nghe đi. Đó là một loại nguyên liệu đặc biệt gồm vô số những loại sợi cực ngắn được xếp dựng đứng. Có một nút điều khiển ngay trên ngực áo. Chỉ cần nhấn nút điều khiển một cái, những đường dựng đứng đó đều chuyển hết sang hướng khác. Tức là thay đổi phương hướng ấy ông ạ. Thay đổi phương hướng. Chà, tôi hiểu rồi. Thế hóa ra nó cũng đơn giản thôi nhỉ. Không hề đơn giản đâu ạ. Chính vì nó, chúng con đã phải tốn 10 năm trời ròng rã đấy ạ. Cứ như chuyện thần thoại ấy nhỉ. Đó là khoa học mà ông. Nhưng bây giờ các anh mới chỉ làm được một kiểu áo mà người ta không nhìn thấy. Nếu như người ta nhìn thấy áo, liệu các anh có thể nghĩ ra chế ra được loại áo đặc biệt hơn, có thể thay hình đổi dạng chăng? Loại hay hơn. Dạ, đó lại là một đề tài khoa học lớn tiếp theo đấy ạ. Đề tài gì thế? Dạ, cái đó thì một lúc con chưa biết nói thế nào được cả. Nó giống như... Này sao anh cứ quấy rầy ông mãi thế? Thôi, chuyện này ông con mình sẽ nói sau. Bây giờ thì con phải về. Ông ơi, cho con hỏi thêm. Đã bao giờ ông dùng loại nước giải khát được chế tạo theo phương pháp khoa học ấy chưa ạ? Loại siro đó à? Nhà tôi bảo cũng chưa bao giờ dùng. Đừng nói gì đến tôi. Loại này, kể cả trẻ con và người lớn đều có tác dụng tốt lắm đấy ạ. Thôi để lúc khác, ông con mình sẽ nói chuyện tiếp nhé.
Bà Tiên Cát, bà Tiên Cát ơi, bà ơi, rồng nhỏ của chú cháu đâu mất rồi ạ? Nó mặc áo tàng hình của bố cháu, thế rồi không biết nó đi đâu nữa. Anh rồng nhỏ mất tích rồi, không thấy đâu cả bà. Bà ơi, bà ơi bà, khẽ thôi, đừng làm người lớn giật mình thức dậy, phải nói khẽ thôi chứ, nhớ chưa? Anh rồng nhỏ mất tích rồi. Bà biết cả. Bà đứng ngoài vườn này, chuyện gì xảy ra, bà nhìn thấy rõ hết. Thế bà hãy nói cho chúng cháu nghe đi, bây giờ rồng nhỏ ở nơi nào ạ? Anh ấy ở đâu hả bà? Rồng nhỏ muốn tự mình ra đi mọi nơi, mọi chốn. Thế thì rồng nhỏ giờ này ở đâu ạ? Rồng nhỏ nơi nào cũng muốn đi, cũng muốn đến. Nhưng anh rồng nhỏ ở đâu mới được hả bà? Anh ấy có vui vẻ không ạ? Thế rồi. Cháu lấy ở đâu ra nhiều chữ thế rồi vậy hả? Bây giờ hãy cứ để rồng nhỏ tự đi đây đi đó, cho rồng nhỏ hiểu biết thêm. Bà cháu ta hãy ngồi xuống đây. Ngày mai thì rồng nhỏ sẽ trở về. Chắc chắn là như vậy, ngày mai sẽ trở về. Cậu còn ca hát cái lỗi gì nữa hả? Kỳ ơi, bây giờ mời các bạn nghe phần tin tức do phóng viên đài truyền hình địa phương vừa gửi về. Tin về cọp sổng chuồng trong thảo cầm viên. Hả?
Đây là lần đầu tiên Thảo Cầm Viên xảy ra điều này. May mắn vô cùng là các nhân viên làm việc tại đây đã kịp thời phát hiện cửa chuồng cọp bị mở, vì thế đã kịp thời ngăn chặn những tai họa bất ngờ. Không có ai bị thương, bị hại cả. Thật là may mắn. Đội trưởng, xin anh hãy vui lòng nói đôi điều với khán giả truyền hình về sự việc cọp sổng chuồng vừa xảy ra đi. Tất cả các nhân viên đều không phát hiện ra người mở cửa. Không phát hiện ra? Vâng, đúng như vậy. Từ 0 giờ hôm qua đến 6 giờ sáng hôm nay rất yên tĩnh, chưa có ai bước chân vào đây cả. Vì vậy, nếu có người đột nhập vào thì nhân viên bảo vệ rất dễ phát hiện. Nhưng rồi cũng không phát hiện được gì cả. Phải, nhưng máy giám định của chúng tôi thì lại phát hiện có một cái bóng đen. Anh nói sao? Một cái bóng đen à? Vâng. Thế nhưng trong máy giám định thì chúng tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng đen cao cỡ này thôi. Một cái bóng à? Phải. Mà trên đầu nó còn có một cặp sừng nữa. Xin cảm ơn anh. Phần phỏng vấn kết thúc ở đây. Ở đó đó. Bà Tiên Cát ơi, anh rồng nhỏ đang ở trong thảo cầm viên ấy. Thế hãy mau đến đó. Đi đến đó mau lên. Cơ mà cháu không dám đi một mình ạ. Thế thì hãy đưa ta đi theo. Có đúng thế không ạ? Tuyệt quá. Hay quá.